không qua bài bản, không quen biết ai, thì cách duy nhất chính là nhờ vào bản thân. Không có gì ngoài sự cố gắng. Khi mà mình thành công là người khác phải nể mình, chứ không nghĩ mình là như thế này như thế kia. Sợ tôi xứng đáng mà. Suốt ngày tôi bị ám ảnh bởi sự cố gắng và xứng đáng, cho nên là cứ đâm đầu mà làm việc. Chị có bao giờ bị những người mà mình xem là bạn cuối cùng lại mang đến cho mình rất là nhiều tổn thương không? Có chứ. Thì cuối cùng là do chính bản thân của mình suy nghĩ quá nhiều và hy vọng quá nhiều. Không phải khi mà bạn cho đi thì bạn sẽ được nhận lại. Chính vì chúng ta tự khiến bản thân chúng ta buồn thôi. Cho nên là bây giờ chị nghĩ là đơn giản. Chị cảm thấy vui thì chị sẽ làm hết tất cả. Cho đi thì vẫn ở đó, và mình sẽ không mưu cầu gì hơn. Tại sao mình chọn cái con đường nó cực quá vậy? Có phải là tìm một người nào đó họ lo lắng cho mình thì có đỡ hơn không? Nhưng rõ ràng dựa vào ai đó thì nó không phải là mình. Khi mà bạn nhận của một ai đó thì bạn phải bước lùi rất là nhiều. Bạn phải là người chịu đựng rất là nhiều thứ. Thì Hằng không phải là người chịu đựng, cũng không phải là người mà thấy cái sự việc không đúng mà mình không thể nào được nói và không thể nào được chứng minh, thì cảm giác đó nó không được tính bằng tiền, nó là vô giá. Và Hằng lại chọn một con đường nó khó như thế để mà đi. Chính vì thế mà đi ngoài và nó đã có cái ngày hôm nay ngoài cái sức mong đợi. Hằng tạo cho mình một cái sức mạnh, cho dù không có ai bên cạnh thì Hằng vẫn tồn tại tốt. Chính vì thế mà Hằng không có cảm giác là mình chơi với không có ai ở bên cạnh. Chứ đó không phải là mình bị quá tự cao, mà rõ ràng mình không nên trông mong cái chuyện mà người ta không giúp mình ở chuyện đương nhiên. Người ta giúp mình mới là cái điều mình nên trân quý, mà cũng không có điều gì phải trách móc họ cả. Ai cũng lo cuộc sống của riêng họ. Hằng không chọn một người để khỏa lấp vào cái thời điểm mình một mình, mà Hằng kiên nhẫn chờ đợi một người nó thực sự xứng đáng và phù hợp. Nhưng mà hy vọng rằng cái sự khó tính của mình, sự chắc lọc của mình, nó sẽ nhận được cái gì nó xứng đáng. Bản thân của Hằng, Hằng cảm thấy vui thì Hằng mới kết hôn. Hạnh phúc, phù hợp, Hằng mới kết hôn. Không phải cái kết hôn nó mang lại, kết hôn đi rồi thì hạnh phúc. Mình phải xây dựng, chứ không phải là mình nhận một cái ở bên ngoài, một cái vỏ bọc, mà ở bên trong lại trống rỗng. Cô Hằng nghĩ là phụ nữ họ đáng được trân trọng, họ đáng được hạnh phúc, cho nên hãy dẹp bỏ những cái suy nghĩ mà tạo nên cho mình cái áp lực như thế.